Hello, xin chào mọi người. Hôm nay có lẽ là ngày thứ ba mình làm rượu rồi. Thì cái sau khi mình làm được cái thùng rượu này đó, bây giờ mình không biết nó có thể lên men được hay không. Thì mình phát hiện được mình làm sai. Thì trước khi mà mình làm rượu này đó, thì mình làm mấy cái kia thì cũng coi tạm được đi. Mà khi mình làm men đó thì mình pha sai rồi. Tại vì men rượu thì mình phải là kích hoạt nó. Là trước khi muốn kích hoạt nó thì mình phải pha với một ít nước và mình pha nó lên rồi mình mới đổ vô. Còn này mình không có pha lên gì hết, mình chỉ bỏ nguyên một bịch bịch men khô vô đây. Thì men làm rượu thì nó có hai loại, một loại ướp và một loại khô. Còn mình sử dụng đó là một loại loại khô. Và mình có bỏ một ít đường vô. Tại vì những men rượu thì họ hay cần bỏ đường vô để nuôi men cho nó sống. Nếu mà không có đủ chất lượng đường đó thì men nó sẽ chết và rượu nó sẽ không có thành. Cho nên men là rất là cần thiết cho cách làm rượu. Thì mình mong là nó có thể trở thành rượu để mình thử coi nó ra sao. Tại vì cái này là lần đầu tiên mình làm thử. Thì mong là nó sẽ đọc lại nước thì nó sẽ ok. Thì mình sẽ chỉnh sửa lại cái phương thức mà mình làm. Và bây giờ mình hẹn lại các bạn những kỳ sau ha.